Ultimate! Onslaught! An ally has been defeated! Legendary! Nani? Nani? Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Mình là NMH đấy. Thì lời đầu tiên thì cho NMH gửi lời chúc đến toàn thể anh em có một ngày thật là vui vẻ và leo rank thành công nhá. Trong trận đấu này thì mình sẽ làm về vị tướng Crazy ở mùa 2024 F1, mùa mới nhất, cũng như trình bày cụ thể cho anh em về chất tướng cũng như trang bị, bảng ngọc và phù hiệu thì anh em cùng theo dõi. Ở giai đoạn đầu trận thì đảo cánh nhẹ một xíu. Rồi, và này thì sẽ sử dụng chiêu 2 hất túng này, sử dụng chiêu 1 gây sát thương và lấy đi khá là nhiều lượng máu rồi. Liệu eo sút tem mình có kết liễu được hay không? Nhưng mà rất tiếc thì vẫn chưa đủ đám để có thể ăn được màng của xạ thủ tem bên địch. Thôi, có vẻ là không hay rồi anh em ạ. Khi mà Enzo của tem mình thì đang ở tế đan áp cá mất rồi. Rừng mà áp cá thế này thì sẽ hơi khó chơi ấy. Rồi bây giờ mình liệu có cứu được Gidu hay không? Quầy vẫn hất túng được, vẫn xả đám được, nhưng mà Gidu tem mình thấp máu quá rồi, phải lên bảng điểm số. Hơi khó rồi anh em ạ. Ok, thì bây giờ thì chắc có lẽ là bãi bùa thì cố gắng ăn thôi anh em ạ. Mình sẽ farm lính rồi sau đó thì vào ăn bùa nhá. Chứ tầm này không ăn bùa thì để đó thì nó cũng phí. Thực sự thì nếu mà rừng áp cá thì quá là khó chơi luôn ấy. Rừng là một xạ thủ là hai vì tưởng đó mà áp cá vô cùng khó chơi luôn. Thì hiện tại thì ở khu vực đường rồng thì tem địch đang ép, thì có lẽ là với một mình áo xú thì rất chứ là khó. Mình dính cái láo cơ khí, thêm cục cấm lăng đến từ chương một quả thú nữa. Khó rồi anh em ạ. Bây giờ thì ở thế bánh mì kẹp thịt rồi, lùi về cũng không lùi được luôn ấy. Một đường này mục rát, đường kia thì tem địch tập trung rồi rất chứ là đông luôn. Ghi đủ tem mình thì cũng còn khoảng gọi là gần nửa cây máu nữa. Eo su tem mình thì cũng còn tỉ máu, nhưng mà eo su thì lùi về được, nhưng mà ghi đúng cũng không thể thoát được nữa rồi. Quá khó luôn anh em ạ. Tem mình đi ép đông quá, hơn nữa thì tìm bên mình có thiếu người nữa thì chịu rồi, bất lực. Hiện tại đang thấy tầm nhìn Murat ở khu vực bùa đỏ. Rồi tình huống này mình sẽ bật cái mưa sao băng luôn này, kẹp góc Murat này. Rồi chạy đâu bạn ơi, hết chiếu rồi thì tiền Murat lên bảng điểm số. Thì hiện tại bây giờ với thế trận áp cá thế này thì anh em cố gắng farm tất cả những gì có thể farm được nhá. Nếu mà kéo dài với 6 thì chắc chắn sẽ cực kỳ là khó chơi luôn. Bây giờ thì mình farm sống đam lính này, mình sẽ tiến vào farm khu vực bùa xanh. Nhưng mà hiện tại thì anh em thấy thì có giáo tránh ở khu vực đường rồng thì chắc là phải bỏ cái trụ đường rồng thôi. Rất chí là khó tém mà cử 4 người sáng ép cái trụ đường rồng thì với 2 người rất chí là khó thủ. Đặc biệt thì chất tướng tém đi có Murat nữa, nó cứ tích điểm nội tại ngoài á. Sau đó thì nó vào ảo ảnh trảm cực kỳ là khó chơi luôn. Crazy là một chất tướng ở giai đoạn cuối trận thì cũng rất chí là khỏe. Những pha combo và những cú túng chiếu có thể lấy đi khoảng nửa lượng máu của tướng địch là chuyện bình thường. Nên trận đấu này gặp như thế này thì chờ thời thôi. Về phần chiếu thức của Crazy thì mình sẽ phân tích cho anh em gọi là như sau. Chiếu thức thì khá là đơn giản thôi. Chiếu thứ nhất thì anh em túng chiếu, túng bướm theo hướng chỉ định trúng mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương như thế này. Chiêu thứ hai thì anh em hất túng gọi là mục tiêu gây sát thương. Còn chiêu cuối thì anh em bật cái mưa sao băng lên thì
hàng loạt đó là cây mưa sáu bắn sẽ rơi xuống và gây sát thương vào mục tiêu trong phạm vi. Thì đơn giản là như vậy thôi anh em ạ, chiêu thức thì khá là đơn giản. Và chiêu thức mà trúng địch thì giúp đó là Krissi tăng tốc độ di chuyển đến từ nội tại của vị tướng này. Rồi, bây giờ thì anh em thấy thì có giáo tránh, pha này thì mình sẽ bật cái mưa sáu bắn gây sát thương luôn nhá. Và sử dụng đó là chiêu hái để hất túng này. Còn một tí máu đến từ... Ui không được rồi, còn một xíu máu đủ đạm đấy kia. À thua với nội tài của mình hồi phục máu theo thời gian ấy, phát đầu nó cũng trấu nữa anh em ạ. Đánh một vạt bút thêm một lớp giáp nữa và cuối cùng thì không đủ đám để ăn được áo thu tìm biến địch. Và mình phải lên bảng điểm số. Heo su tém mình thì cũng gọi là lên bảng điểm số trống trù luôn. Nghĩ đúng tém mình bảo sáng sớm đã gặp áp cá. Khó rồi anh em ạ. Trận đấu này thì anh em thấy thì ở giai đoạn đầu trận thì có thể gọi là cầm cự một tí. Nhưng mà giai đoạn này thì rất chứ là khó rồi khi mà tém địch đã sánh. Với chất tướng có khả năng bắn trù tốt giống như mút rát nữa. Sơ lim thì cuối trận cũng khỏe nữa nên là càng ngày thì tất nhiên nó sẽ càng khó. Và nay liệu có đủ đám ăn được áo thú hay không? Hiện tại bây giờ mình chưa có đó là cái trường hồn mang xuyên giả phép á. Nên là ăn được áo thú cũng rất chứ là khó luôn. Hiện tại thì mình cho Enzo đi theo. À Enzo kết nối lại rồi này, ngon. Hy vọng là Enzo kết nối lại sớm sớm anh em ạ. Do đồng đội của bạn áp cá nên thua không giờ sáu. Thế nói chung cứ đánh hết mình thôi. Nếu mà anh em đồng đội áp cá mà anh em chơi tốt MVP cái đấy đẹp á, thì anh em phải không bị mất sáo đâu nhá. Nên là anh em cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Mình cho gọi là Enzo đi theo luôn để nó hứng đám á. Ôi Murat nó bây giờ Murat mà thì tấn công thì nó lại rất là khỏe. Kiểu cứ tích điểm nội tài rồi vào anh chạm các kiểu ấy. Hiện tại Temenic đang ép ở 3 đường rất chứ là cáo, thể lính thì team bên mình không thể gọi là đẩy được. 3 cái trụ của Temenic thì team bên mình chưa đụng được vào một xíu nào cả. 31 dành cho hai bên, một thế trận cực kỳ là khó luôn á. Murat của Temenic thì cũng đang khá là thấp máu nữa. Ê Murat đây. Ê hất túng này, y tiền Murat lên bảng điểm số. Lùng được cái màn chấm dứt của Murat rồi. Tình huống này thì mình bật cái mưa sao băng luôn, nhưng mà dính ngay. Gọi là chiêu thức của Natalia rồi, tốc biến nhưng mà với cái bốc phá thì á thu tém địch thì cũng đã tiền mình lên bảng điểm số. Enzo tém mình xin lỗi nhá. À Enzo vô đây anh em ạ. Nhưng mà vô thời điểm này thì cũng hơi muộn rồi. Nhưng mà muộn nhưng mà vô còn hơn không anh em nhá. Hiện tại bây giờ thì anh em thấy thì khá là khó và tầm này thì Enzo vô rồi thì phải ốm phám thôi. Tầm này chứ còn đám đâu, Enzo lấy ra đâu đám, bình tĩnh, ốm đã. Sao không áp ca luôn đi. Thôi bình tĩnh, vô là tốt rồi mà. Hiện tại thì Enzo vừa vào phải thì lên bảng điểm số luôn rồi. Ông á thu ông trâu quá, mình chưa có đồ xuyên giáp. Nên là những củ túng chiếu của mình thì chưa được thẩm á. Á thu với nội tài của mình và đồ trâu bò của mình nữa thì vẫn lui về được. Có việc gấp, thông cảm nhá. Thôi bình tĩnh, cứ đánh thôi. Thành thật xin lỗi. Rồi, bây giờ thì mình cũng chát gọi là thôi. Chơi bạn. Chứ tầm này thì nói chung tập trung chơi thôi. Có việc thì cũng chấp nhận thôi. Ai thì nói chung cũng có lúc có việc mà. Người ta cũng biết lỗi rồi, nhận lỗi như vậy là ok rồi. Còn thế trận này thì tất nhiên thì team bên mình bây giờ quá là thọt rồi thì chắc chắn lại phải ốm phám thôi. Và kể cả đồng đội team bên mình thì anh em thấy thì cũng bảo gọi là ốm. Chúng những đồng đội như thế này thì cũng là tuyệt vời này, kiểu là không trách móc gì cả. Tất nhiên thì ai thì cũng có lúc áp cá thôi. Thời điểm hiện tại thì Garena cũng làm cắn rồi. Nếu mà uy tín của anh em dưới 90 á thì anh em sẽ không đấu được hàng đấy nhá. Lúc trước thì dưới 85, còn bây giờ thì dưới 90 thì chắc chắn là Enzo sẽ bị trừ uy tín rồi. Chỉ cần hai trận như thế đó, hai trận như vậy là anh em phải ra gọi là cay uy tín để đấu hàng liền. Nên là thôi thì đang chấp nhận ở là như vậy thôi anh em ạ. Ai đôi cũng có lúc gọi là áp cá thôi mà. Mà những là áp cá vào rồi. Bây giờ thì nói chung tập trung đánh như vậy là cũng được rồi. Không vấn đề gì cả. Tất nhiên bây giờ thì về thể trận như thế này thì team bên mình rất là khó. Cực kỳ là khó để lật keo luôn á. Bởi vì quá là thọt trong khí đó là tém bên vàng. Tém bên bàn á. Thì gần 7.000 vàng rồi. Còn team bên mình thì 12-13.000 vàng. Rồi pha này thì hất túng này.
liệu có đủ đám hay không. Một lần nữa lại không đủ đám đây anh em ạ. Kiểu là tém bên bàn nhiều đồ quá, bây giờ thì khó mà đủ đám để có thể ăn được gọi là tướng địch. Và những cú ảo ánh tràm của Murat thì bây giờ lượng sát thương cũng rất chết là nhiều. Mà ở thế tấn công anh em thấy Murat nó cứ tích điểm nội tài rồi nó vào ánh tràm cực kỳ là khó chịu luôn. 48 dành cho gọi là hai bên, cực kỳ là khó luôn anh em ạ. Tém địch ép toàn diện đấy. Bây giờ thì sẽ cố gắng dọn dẹp lính thôi. Rất may thì mình cầm Carissi thì khả năng gọi là dọn dẹp lính thì cũng khá là ổn. Nhưng mà cái trụ đường giữa này thì với 4 người của tém địch ép thì chắc có lẽ mình cũng không dám đẹp nữa. Rồi, á thú của tém địch trâu qua anh em ạ. Còn một tí máu 3-4 lần rồi nhưng mà á thú vẫn có thể gọi là chạy được. Murat nó ảo ánh trảm cũng rất chết là đau luôn ấy. Gọi là ép toàn diện luôn. Bây giờ thì thủ cây trụ này để tránh mất đó là 3 đường lính siêu cấp. Chứ mất 3 đường thì sẽ vô cùng khó. Bởi vì eo su tém bên mình thì khả năng dọn dẹp lính cũng không phải là nhanh. Rồi, Murat của tém địch. À, vào đây Murat bắt cái mưa sao băng này. Và anh em thấy thì mình ăn được màng của Murat có thêm cái búa sánh nữa. Ngon rồi anh em ạ. Rồi, Enzo của tém mình cũng ăn được Rio mà. Hay rồi, hay rồi. Được rồi, quả là ok luôn rồi. Cứ ăn được những cái màng chấm dứt như vậy thì cung cấp cho team mình khá là nhiều vàng. Bây giờ thì mình cũng đã có đó là lượng vàng tốt rồi. Này rồi anh em thấy thì vẫn tích cực phám cả kiểu và lượng vàng của mình thì bây giờ cũng hơn 7.000 vàng rồi. Tầm này thì lượng sát thương cũng tốt rồi anh em nhá. Đây pha này thì có giáo thánh. Ê hay nè. Mình sẽ bắt đó là xạ thủ của tém địch trước. Bởi vì á thủ thì nó chết là trâu bó. Nên là cứ bắt xạ thủ của tém địch trước đã. Tầm này zone combo phát là chắc chắn xạ thủ tém địch lên bảng điểm số. Nói biết đâu lại có cơ hội tìm đường được rồi lật keo đúng không? Tất nhiên thì cũng rất chỉ là khó. Nhưng mà không có gì là không thể cả. À, Murat đặt bóng này, tốc biến này, hất túng này, chiêu 1 này, bay màu này. Anh em thấy đi một combo nhẹ nhàng và tiễn Murat lên bảng điểm số đơn giản. Tầm này có đô đây anh em ạ, chỉ cần hất túng chuẩn thôi. Đây, hất túng này, chiêu 1 này. Pha này thì trước có chiêu cuối thôi, không sao cả. Rồi bắt luôn này, Ryoma này, hất túng này và lên bảng điểm số này. Thôi phải chạy về ngay và luôn không chi mất 3 đường này. Đấy có cơ hội rồi anh em ạ. Hiện tại bây giờ team bên mình cũng có gọi là những điểm hào khúc rồi. Qua đó thì cũng cung cấp thêm đó là cho tay mình nhiều cái lượng vàng là kinh nghiệm. Nên là anh em đừng còn nản nhá. Không bao giờ nản chí. Tiêu chí của mình, mình luôn luôn nói với anh em đó là con trù là con gơ, khi nào nổ trụ nhà chính thì khi đó anh em mới xác định là thua thôi. Còn bình thường ép như thế nào thì ép, chứ vẫn cứ chơi thoải mái dành cho mình đi. Anh em đánh hay thì MVP thì sẽ không bị mất sáo nữa, nên là anh em cứ yên tâm chơi cho mình. Về cách combo của Carissi thì nói chung cũng khá là đa dạng. Thế anh em có thể là sử dụng đó là chiêu 2 hất túng trước, sau đó sử dụng chiêu 1 rồi chiêu cuối gây sát thương. Đây hất túng này, anh em thấy đi, Murat một lần nữa lại bay mau ngay lập tức. Chiêu 2 hất túng phạt và chiêu 1 và chiêu cuối phạt là lên bảng điểm số liền. Và anh em thấy đám Gracie rất chết to luôn á. Zone combo phạt là bay mau liền. Đừng có cho Murat giật bóng về luôn á, kiểu trong cái pha hất túng đó thì chơi luôn. Rồi pha này thì rất tiếc là 3 giấy nữa mới có chiêu cuối, chỉ có chiêu cuối là được Natalia đấy. Rồi pha này, ôi không trượt, không được rồi, pha này thì hất túng trượt rồi. 36 kế lùi về thôi anh em ạ. Đối phương ở xa thì anh em có thể sử dụng thêm cái tốc biến và sử dụng đó là chiêu 2 để hất túng. Combo chiêu cuối rồi chiêu 1. Hoặc là anh em có thể sử dụng chiêu cuối trước cùng được, sau đó sử dụng chiêu 2 và chiêu 1. Với phù hiệu thân quáng thì anh em combo như thế nào cũng ok, mấu chốt là anh em kết liễu được tướng địch thôi. Và tất nhiên thì để mà kết liễu được tướng địch và tướng địch khó chạy nhất là chiêu 2 anh em phải dính.
Thế đó là về cách chơi của Khaleesi cũng khá là đơn giản thôi. Ý tưởng này thì được cái đó là trong combat tổng cũng khỏe và khả năng bắt lẻ cũng khỏe ấy. Zone sát thương cũng khỏe. Vì thế thì tuy là ra rất là lâu rồi nhưng mà Khaleesi thì trong đầu rank, trong đầu giải thì vẫn là một lựa chọn hợp lý. Rồi, bây giờ á thú này, hất tung này, chiếu 1 này, chiếu cuối này. Nhưng mà hiện tại thì lượng máu của mình khá là thấp, phải tốc biến bỏ chạy. Bởi vì Murat nó ảo anh chẳng phạt với lượng máu này thì mình bốc hơi liền. Khó rồi. Lúc nãy thì team mình lấy lại được xíu lợi thế, bây giờ lại bị team địch ép rồi anh em ạ. Ok, pha này thì mình ráng con để giáp hồ mình này. Kích hoạt luôn, đó là chiêu cuối, bữa sau bắn á thú bắn vào mình và bị mình tiền lên bảng điểm số. Dọn dẹp lính tránh mất 3 đường, hất tung một phát nữa và Rio Ma tem địch chỉ còn tí máu. Mình thì chỉ mất cái giáp hồ mình thôi. Nói chung phá đầu thì liều mạng để có thể giữ được cái trụ. Bên cạnh đó thì ăn thêm được một điểm hạ gục nữa, vậy là ok rồi. Con ta thân xế giá phút thứ 15 bây giờ thì xuất hiện và tầm này thì mình đáng hơn người này. Mình sẽ ping cho đồng đội gọi là chú ý ta thân xế giá. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng phù hiệu thân quang anh em ạ. Đây, pha này thì đáng thấy Slim, ôi Slim đáng bắt đó là Erin tay bên mình. Mình kích hoạt mưa sáu băng rồi vừa rợt phạt Slim lên bảng điểm số. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên dây kiến cương kháng hiệu khống chế. Thứ hai thì trường bùng nổ để những cú cúng chiếu nổ đám cái lượng sát thương tốt. Thứ ba thì vương miền giúp gia tăng lượng cống phép. Thứ tư trường hồn mang xuyên giảm phép. Thứ năm sách truy hồn giảm khả năng hồi máu của tướng địch. Và cuối cùng giảm hồ mình để đảm bảo an toàn. Và này núp đấy để xem có bắt được cái không nhá. Ê Murat này, hất túng này, ủi bay màu này. Anh em thấy Murat 100% máu mà bay màu trong vòng gọi là một nốt nhạc. Thì đó là đám của Khaleesi nhá, rất rất to luôn anh em ạ. Kiểu cuối trận thì anh em dô ra thương cực kỳ là tốt, kể cả bắt lẻ hay ra trong combat tổng cùng khỏe. Tất nhiên thì đó là những vị tướng không có hàng phép thôi. Còn giống như á thú trâu bo có hàng phép thì chắc chắn anh em không thể dồn combo được. Ok, pha này bắt luôn, bắt luôn. Một phát đánh thương, ôi vẫn đủ đám anh em ạ. Và án của màng của Rioma tìm bên địch rồi. Một phá hái, bật cái mưa sáu băng luôn này. Mình sẽ đó là đặt cái hất túng đấy sẵn nhá. Bởi vì xạ thủ của tem địch đáng con cái giáp hồ mình vừa tỉnh dậy phạt dính ngay cái hất túng của mình và tiện xạ thủ tem địch lên bảng điểm số. Và cơ hội lật kèo đấy chứ đâu nữa đúng không anh em. Rồi Murat này bị hất túng, bị khống chế này. Thế anh em thấy đi, Murat nếu mà khưng một nhịp phạt á là có thể là sử dụng hất tung luôn. Và này thì mình cũng phải lên bảng điểm số, nhưng mà tình mến địch thì lên bảng điểm số 4 người thôi, nên là phản công và lật kèo thôi. Ôn in và lật kèo anh em ơi. Một trận đấu thật chứ là hấp dẫn luôn anh em ạ. Không nghĩ là trận đấu này có thể lật kèo được á. Cái bảng ngọc dành cho Khaleesi anh em lên cho mình như sau. Ngọc đỏ cống phép và xin giả phép. Ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh tốc đánh và xin giả phép nhá. Và chắc chắn thì trận đấu này sẽ lật được kèo rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhá. Con trù là con gở đúng thật anh em ạ. Bye bye.